xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool ngày 10 tháng 10 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này, Shoptool sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm đang được bán tại thị trường Mỹ. Và Shoptool đã có hàng và đang bán mức giá là 700 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển. Đợt này về chỉ được có 10 bộ mà thôi. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng gọi điện thoại sớm cho Shoptool theo điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Đây là cái bộ vòi xịt hàng của Mỹ, mang thương hiệu là Winsky. Đây là cái mã của nó là TH1037. Nó có rất là nhiều cái dòng model, có dòng thì chỉ một cái súng thôi và một cái đầu, nhưng cái bộ này nó là cái bộ mắc nhất bởi vì nó đầy đủ đồ chơi nhất. Đây bộ Wins, nếu mà anh chị mua tại thị trường Mỹ sẽ bảo hành cho mình là 1 năm, one year. Quá đã luôn, one year warranty. Ở đây như chúng ta thấy là nó có một cái vòi xịt áp cao nè, 1-2 vòi áp cao, còn cái này là ra gọi là thổi bụi chi tiết nhỏ nhất luôn. Cái bộ này rất là ăn tiền nha, tại vì cái hơi của nó là nó tập trung thiệt là nhỏ và rất là mạnh, cái ti cực nhỏ luôn, bự hơn. Nó đây là bộ vòi áp cao. Ngoài ra nó có thêm cái này, đó là cái bộ bù khí, bù hơi. Ví dụ như một số cái bộ xịt của Nhật á, nó có cái loa to ra, nó có hai cái lỗ này cái bù hơi, còn cái này cái nối thôi đó. Đây là cây nối dài, chúng ta có thể nối như đây cũng được hoặc là gấp đôi đúc bộ lên, nó dài ra một khúc. Ở đây là bộ sản phẩm hết sức là tuyệt vời, số này đang bán mức giá là 700 chưa bao gồm phí vận chuyển. Bộ sản phẩm này thì được gia công tại Trung Quốc nhưng mà nó đang bán tại thị trường Mỹ nha anh chị nha. Mình công bố chất lượng xuất xứ đàng hoàng, made in China, và đây được bán tại thị trường Mỹ. Rồi có kiểm định như không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp và cùng nhau thử sử dụng nó. Đây là mầm Winsky. Ok, cắt đầu đây. Rồi, chúng ta sẽ lấy từ từ ra. Đầu tiên là cái súng xịt hơi. Chết cha, nó không cho mình một cái đầu dưới côn dưới đây rồi. Anh chị mua thì sẽ được sếp em trang bị cho thêm cái đầu nữa, và giá sẽ vẫn như cũ thôi. Chất liệu của nó làm bằng nhôm, không phải là thép. Rồi, mình sẽ cùng nhau thử. Cái việc nó không cho mình cái đầu hơi dưới đây thì để mình phải tùy chỉnh mua thêm dụng cụ để mình lắp vô, một là gắn dây hơi trực tiếp hoặc là mình sẽ gắn cái này, để khi anh chị mua sẽ được tài trợ những cái đầu này. Rồi ok, giờ sẽ gắn dây hơi vô. Siết này cho nó cứng lại xuống, siết cho nó cứng vô. Ok. Hơi ra rất là mạnh và rất là chuẩn luôn. Quá mạnh. Rồi mình sẽ thử từng đầu một nha. Rồi, đầu tiên là sẽ lắp cái này trước. Đây là cái đầu chuyển từ cái lớn sang cái nhỏ. Ở đây nó có sẵn cái phốt rồi, cái sợi dây ti, cho nên là không cần quấn bằng keo non, chúng ta chỉ việc gắn vô thôi. Cái này làm rất là ok. Này gọi là cái vòng sin, đúng rồi, vô trong thuật ngữ nó gọi là nó đã có sẵn cái vòng sin. Chúng ta gắn vô thì nó sẽ kín, rất là kín hơi. Rồi tiếp theo là mình sẽ chơi tới cái đầu bù áp. Đầu bù áp này xài đã lắm nè, nó ra hơi là bá cháy luôn. Cái này cái răng nhỏ thì mình sẽ dùng cái đầu trên chứ, xin lỗi anh chị.
đây đó, chúng ta sử dụng ba cái chi tiết nhỏ này vô cái này. Cái này có thể là bơm bơm bóng nè, bơm banh, bơm đồ được đó. Rất là mạnh này, bơm bơm bóng, bơm banh, bơm banh cho nó kêu. Hoặc là chúng ta có thể xịt bụi chi tiết siêu nhỏ, rất là hiệu quả luôn. Rồi chúng ta sẽ thử thêm cái đầu to hơn chút. Cái này nó làm vật liệu là inox, inox luôn. Nên cái dầu này là bằng gan thì cục cho inox luôn nữa là chắc ngon, nhưng mà chắc sẽ giá lên rất là cao. Còn những chi tiết còn lại nó là một inox. Nên cái đầu này bự hơn. Quá đã. Và đây cuối cùng là cái đầu bự nhất. Rồi vậy là mình đã thử xong một cái bộ công lê, gồm có một cái đầu dùng cho ba bộ này, là cái đầu ga hơi nhỏ nó có sẵn vòng xuyên rồi. Mình sẽ thử tới cái bộ bù áp. Bù áp này nó chỉ gắn trực tiếp vô thôi và không có cái bộ nối vô, đây là cái thiết bị riêng, vẫn có cái vòng xuyên luôn đó, xài trực tiếp. Rất mạnh luôn. Rồi mình thử xong là 3-4 chi tiết rồi đó. Rất là hài lòng. Riêng bản thân em review cảm thấy cái bộ này rất là tuyệt vời, rất là hài lòng. Rồi tiếp theo cái trên ở đây. Hai cái ti nó dài. Oh yeah. Hai cái ti nó dài. Đây là đầu tụ chụm lại. Rồi tạm thời gắn vô. Ồ, cái này nó hoàn toàn khác biệt nha anh chị, thấy không? Ở đây thì nó lại không có cái đầu, không có thắt hơi. Ở đây thì nó có cái lỗ. Cái này chắc chắn là xịt nó sẽ tụ khí lại nè. Nó chùm lại một chỗ. Rồi, mình thử cái thằng lạ này coi nó là cái gì đây. Nó sẽ thoát hơi bằng cái này, giống như một cái tinh lửa vậy đó, hơi ra cực kỳ mạnh luôn. Anh chị sẽ thấy cái động cơ phản lực á, là cái chỗ này là nó hoàn toàn không có khí, nhưng mà tất cả những cái hơi nó sẽ ra xung quanh và nó tạo cái áp lực hơi rất là mạnh. Đây thử luôn, hơi rất mạnh đó, được chơi được cả luôn. Thì thường những cái công cụ cái bộ này với cái bộ này là ra hơi rất cao nè, ra áp lực hơi rất là mạnh, thì thường chắc là nó sẽ sử dụng theo cái kiểu là nối dài và vẫn giữ được cái duy trì áp. Nó thường là những cái cây mà nó nối dài ra thì lượng hơi nó sẽ suy giảm, thì nó sẽ có những cái công cụ dùng để tăng áp lực hoặc là làm cho nó mạnh hơn. Thì chắc chắn là hai cái cây này nó sử dụng hai cái bộ này là chủ yếu, đó là cái cách sử dụng thôi. Vậy anh chị muốn xài cái kiểu nào cũng được. Oh, nó dài. Đúng là khi nó dài thì cái áp lực nó sẽ yếu hơn chút. Ta sẽ thử cái này bùn vô coi đó, nó sẽ ra cái thể loại gì. Rất mạnh. Đúng thiệt là cái hai cái công cụ này là dùng để tăng áp hơi. Nếu chúng ta xài nó dài hoặc là dùng trực tiếp vô thì nó rất là mạnh. Rồi vậy là sếp em đã khám phá xong cái bộ vòi xịt hàng của Mỹ mang thương hiệu là Wingsky.
Hàng này thật sự là rất là chất lượng à, mình nhìn cái giá thì nó hơi cao nhưng mà bây giờ mình đã thử nghiệm thì thật sự là rất là thấy hài lòng à, và về chỉ có 10 bộ thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì xin vui lòng điện thoại sớm cho shop em nha. Ở đây nó có 3 cái công cụ, xin nhắc lại cách sử dụng. Cái bộ này có thể là chúng ta sẽ bơm bánh xe hoặc là xịt ở những chi tiết siêu nhỏ và gọi là chính xác á, thì chúng ta sử dụng 3 cái đầu này. Rồi cái này là sử dụng chung nè. Đặc biệt là những cái phần nối nó đều có cái dòng sin. Cái dòng sin thật sự là nó rất là hiệu quả. Chúng ta sẽ không cần quấn băng keo non hay là cái gì hết, tự động gắn vô nó sẽ kín hơi. Riêng hai cái bộ này, ba cái bộ này là cái bộ tăng áp à, dùng để khi mà chúng ta cần một cái lượng hơi thật mạnh để thổi, thì ba cái bộ này sẽ là bộ tăng áp. Đây là cái cây nối dài. Rồi giá bán là 700.000, chưa bao giờ phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.